Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị trong những ngày vừa qua thì phải nói là tin tức rất là nhiều, quý vị gửi tin nhiều lắm. Bởi vì hôm tuần trước đó thì chúng ta nói về chuyện về ngày 30 tháng 4. Đúng 30 tháng 4 thì nói không bao giờ hết chuyện cả. Thì Hoàng Tuấn đi ra ngoài. Như hồi sáng Hoàng Tuấn đi gặp mấy người bạn cũng ra sân tennis á, thì người ta cũng nói là trong những ngày này bạn bè gặp nhau cũng ngồi để nói về cái chuyện ngày 30 tháng 4, tức là cũng nhắc nhở nhau là tại sao mà mình có mặt ở siêu Mỹ và cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày như thế nào, thì ai cũng đồng ý với một điểm rằng là đó là cái ngày giải phóng miền Bắc chứ không phải là giải phóng miền Nam, ai cũng thấy được điều đó. Cho nên người dân trong nước và người dân hải ngoại đồng ý với nhau điểm đó, thống nhất điểm đó. Nhưng mà anh nhớ là cái hôm vừa rồi đó thì Hoàng Tuấn có nói về cái chuyện 30 tháng 4 thì bên báo Quân đội Nhân dân người ta là phê phán những thành phần diễn biến, người ta chống diễn biến hòa bình, người ta chê là những thành phần phản động ở hải ngoại là có đời sống xa hoa, những đồng tiền phản động sống xa hoa, mình nói mà không biết mắc cỡ nè, chả biết đứa nào xa hoa. Rồi người ta bảo là cái chỉ số hạnh phúc Việt Nam rất là cao, được thế giới đánh giá. Thế thì tôi mới vừa nghe mấy ông nói như thế, thì tôi lại đọc báo Tiền Phong, báo Tiền Phong nói như thế này: kịp thời ngăn chặn 3 phụ nữ sang Trung Quốc để bán bào thai. Nên cái chỉ số hạnh phúc mình nó cao đến thế đó. Ba thai phụ người Khơ Mú, người dân tộc Khơ Mú đang trên đường đi Trung Quốc để sinh con rồi bán thì bị lực lượng chức năng giữ lại, ngăn chặn. Đó là ngày 24 tháng 4. Và thưa quý vị, cả ba thai phụ này, thưa quý vị, thấy cái tuổi thì chúng ta rất là xót xa. Một người sinh năm 2003, một người sinh 1988, một người sinh năm 1995. Có tên, nhưng mà tôi xin lỗi, chúng tôi không có đọc tên, tội nghiệp. Người ta nêu tên ra. Chỉ ở báo chí Việt Nam, trong trường hợp này người ta nêu tên. Còn chỉ có những ông cán bộ đó, mà ông làm cái điều gì mà nó không có hay đó, thì người ta nói là ông NVL đại khái vậy thôi, chứ không nêu tên. Đồng chí X. Dạ, và thưa quý vị, tội nghiệp. Thì mấy người này người ta nói như thế này, bởi vì người ta khổ quá. Người ta khổ quá đi. Bước đầu cả ba khai, cả ba khai với công an là do cuộc sống quá túng quẫn, đời sống không được như ý, cho nên đã nghe theo lời dụ dỗ của một đối tượng sang Trung Quốc chờ sinh con rồi bán. Thưa quý vị, đó, quý vị thấy cái chỉ số hạnh phúc của Việt Nam mình. Mà thưa quý vị, đây là dân tộc Khơ Mú người miền Bắc đó nha. Tức là đã, những người này đã được đảng và nhà nước chăm lo bao nhiêu đời này. Không dính dáng gì tới Mỹ ngụy cả. Không hề bị Mỹ ngụy nó đầu độc, nó hay là nó xuyên tạc hay là nó lợi dụng gì cả. Đảng mình lo. Đảng lo cho dân. Và ngày xưa là anh nhớ người ta tuyên truyền là bản làng đó. Rồi bây giờ điểm sáng như sao. Và những người dân mà thiểu số thì nó ô có bóc hô là cái bụng không có đói nữa, cái bụng no lắm. Không có bóc hô cái bụng đói, có bóc hô là cái bụng no. Bây giờ bác hô chứ có bác hô mà giờ đi bác còn mấy chục năm sau. Anh nói vậy lòng tôi nhớ tới một cái chuyện tôi mới đọc ở trên Facebook, người ta gửi tới cho tôi, nói có những kỷ lục thế giới, tại vì nhân ngày 30 tháng 4 này người ta nhắc tới những kỷ lục thế giới, chẳng hạn như Nhật Bản có cái hãng xe Toyota nó sản xuất xe kỷ lục thế giới, nó bán đi khắp thế giới. Rồi Mỹ thì có nhiều hãng xe, nhưng mà hãng Ford chẳng hạn như vậy cũng là một trong những hãng xe hàng đầu thế giới, những kỷ lục bán mà các quốc gia khác bán không lại. Thì Việt Nam thì cũng có cái kỷ lục thế giới. Là kỷ lục gì? Là dân đi làm tôi cho các quốc gia lao động, xuất khẩu lao động khắp thế giới, và đặc biệt là các phụ nữ đi bán dâm khắp nơi, cũng là kỷ lục thế giới. Tại vì hồi xưa đó, những quốc gia khác, chẳng hạn Nga cái thời nó sụp đổ, Liên Xô nó sụp đổ đó, thì một số cô gái Nga cũng đi bán. Bây giờ thì bán dâm qua Đông Âu, qua các quốc gia khác luôn. Nhưng bây giờ số lượng nó giảm rồi. Bây giờ cái số lượng tăng vọt đột biến á là ở Việt Nam. Ôi giời. Nhưng mà 46 năm mình thống nhất đất nước anh hả? Và từ ngày có đảng bây giờ là gần một thế kỷ rồi. Thế thì sao? Như vậy cái này có nó tính trong cái chỉ số hạnh phúc của mình. Tính chứ, tại vì tôi không biết, tôi không trả lời, nhưng mà tôi biết là mới đây. Mà anh người ta chỉ số hạnh phúc nó cao, mà cái con số chỉ số hạnh phúc nó cao mà cũng mới đây. Còn cái số mà các phụ nữ Việt Nam đi bán dâm ở ngoại quốc đó, các nước ngoài đó, nó có mới xảy ra đây thôi, nó chừng là 10-20 năm nay thôi, chứ ngày xưa cái thời Mỹ ngụy nó có đâu. Thế không có. Thế cho nên là
có nhiều khi cái cách tính chỉ số hạnh phúc đó, nó lại không có nằm cái như ý này, những yếu tố này nó không nằm trong đó. Rồi bây giờ tôi có bài báo này của báo một pháp luật của báo Tuổi Trẻ. Vì sao không còng tay nghi phạm bắn chết hai người ở Nghệ An? Nghi phạm Cao Trọng Phú trong lúc bị dẫn giải từ nhà riêng ra xe của lực lượng chức năng nhưng không bị còng tay, điều này đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi vì sao. Vâng, thì cái vụ này là có cái... nhân thân tốt là anh từ từ này. Okay, tôi thắc mắc. Dạ vâng, thì cái anh Cao Trọng Phú này đó thì có cái xung khắc với lại mấy người ta đến nhà của anh thì thuộc loại cũng cao đẹp, thuộc loại cũng biệt phủ ở trong đó đó, cái vùng đó nghe nói tường hàng rào cao tới 4 mét lận. Rồi mấy có mấy người khác tới nhà rồi tranh chấp chuyện gì đó thì anh ta rút súng là bắn chết hai người. Sau đó thì anh ta cố thủ trong nhà, rồi cuối cùng thì công an đến này điều đình rồi này kia, không phải là bắt, đâu có bắt đâu, đâu có còng tay đâu. Đó là lý do người ta mới thắc mắc là tại sao điệu ra khỏi, đưa ra khỏi nhà. Anh ta coi những đại khái là như vậy. Thì bên sau khi mà cái hình này đăng báo thì người dân người ta thắc mắc tại sao mà nghi rõ ràng như vậy, đã bắt chết hai người, anh cũng biết chuyện như vậy rồi. Mà tại sao mà khi mà dẫn giải từ trong nhà ra ngoài đó lại không có còng tay như những người khác? Thì theo vị này, tức là giải thích đó, việc còng tay nghi phạm chỉ nhằm phòng trường hợp đối tượng chống đối hoặc gây ra những việc ngoài ý muốn. Ở trường hợp này, nghi phạm sau khi phạm tội đã được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương động viên và gia đình người thân vận động làm tư tưởng, đối tượng đã bình tĩnh trở lại và tự ý thức được chấp hành việc vận động đó. Nghi phạm được dẫn giải từ nhà ra xe đi giữa vòng vây của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người thân như thế thì không thể xảy ra việc đó được, vì lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm như vậy, họ giải thích như vậy. Tức là rất nhân đạo anh hả? Yeah. Không, thực sự ra đó thì cái cách giải thích này người dân người ta không tán đồng, nhất là những người ở Nghệ An. Vì người ta biết rất rõ cái anh này là ai. Anh này là xã hội đen, chùm xã hội đen ở đó. Và người ta nói rằng ngay cả những tướng công an Tô Lâm về đến Nghệ An cũng đến nhà anh này ăn cơm, chứ không có ăn cơm ở bên phòng khách của tỉnh ủy đâu. Thế anh nói như thế bây giờ là thế là công an là cùng ruột với xã hội đen à? Không, tôi không nói gì cả, anh cứ suy luận nó như vậy thôi. Tôi chỉ kể lại người dân Nghệ An người ta phản ánh như vậy. Tướng công an mà ăn cơm ở nhà xã hội đen. Người ta nói cái anh này là xã hội đen. Và tướng công an mà có về Nghệ An đi công tác đó thì cũng không ăn cơm với tỉnh ủy mà lại ăn cơm đến nhà anh này ăn cơm. Rồi đôi khi mà chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ấy, có đến ấy, thì cũng là ngồi hầu cơm thôi. Thì anh biết là cái vị trí của anh là như thế nào. Như vậy là tôi thấy cái thằng xã hội đen với thằng xã hội đỏ đó nó cũng ngang ngửa với nhau. Đen đỏ thì nó cũng giống nhau. Chơi chung với nhau. Nhiều khi người ta lấy chỉ số hạnh phúc, người ta lấy từ cái đen người ta lấy qua cái đỏ, đỏ qua cái đen. Đây là cái chuyện thực sự nó mới xảy ra ngày hôm nay, thưa quý vị. Và người dân Nghệ An dĩ nhiên là người ta rất là phẫn nộ về cái chuyện bất cứ một nghi phạm nào nó bắn chết hai người, đương nhiên theo luật pháp là phải còng tay. Anh có công an đi cạnh hay gì, bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được. Những cái người như thế này là những cái người rất là nguy hiểm cho xã hội. Và phạm luật rõ ràng như vậy thì theo luật pháp là phải còng tay thôi. Nhưng mà có thể là có cú điện thoại đó đâu đó từ trên chỉ xuống chẳng hạn như vậy. Cái hôm nhờ cái bữa cơm mà đón rước. Thưa quý vị, những người bắn chết hai người mà nó không nguy hiểm. Còn mấy người mà ta đi buôn rau rừng á anh. Rau rừng người ta mang rừng xuống á, còn người ta buôn gánh bán bưng ngoài đường đó, nguy hiểm. Mấy bà cụ. Cho nên là phải đổ đồ và còng tay, phải tống lên xe. Cho nên là người ta... Còn những người mà biểu tình chống Trung Quốc nó xâm lăng mình á, thì nó quá nguy hiểm. Nó quá nguy hiểm đó. Phải đạp vào mặt nó. Đạp vào mặt nó. Rồi, thưa quý vị, bây giờ cán bộ công an đó, thì công việc của cán bộ công an là gì? Bên công an là lo giữ gìn trật tự trị an, đúng không? Đúng. Tức là những ai mà làm điều gì sai quấy đó thì công an phải đứng ra phải xử để mà giữ gìn trật tự cho đời sống xã hội chứ. Nhưng mà ở Đắk Lắk đó, cảnh cáo cán bộ công an giới thiệu cho vay nặng lãi. Họ làm việc kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn. Đấy, đấy cái tay xã hội đen kia thì người dân Nghệ An bảo rằng ông ngay cổng tướng công an về cũng phải ghé đó ăn cơm. Thì cái này là Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật cảnh cáo thôi nha, cảnh cáo thôi nha. Đối với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, đảng viên chi bộ công an phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên đảng viên chi bộ 4, đảng bộ cơ sở phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Đắk Lắk.
vì bà này có cái tội cho vay nặng lãi. Ừ. Theo đó trong quá trình công tác thì bà Nguyễn Thị Mai Hạnh đã giới thiệu làm trung gian cho đồng đội vay tiền nhiều lần với số lượng lớn, có lãi suất cao hơn mức lãi suất tại thời điểm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thì quý vị, công an giới thiệu đi vay nặng lãi, giới thiệu mà giới thiệu đồng đội của mình phải không ạ? Giới thiệu làm trung gian để cho đồng đội mình vay tiền nhiều lần. Ừ. Tức là thay vì giúp đỡ cho cái người cộng sự với mình thì lại giới thiệu cho vay và vay nặng lãi. Cái tình đồng chí này cũng thâm thiết đấy. Nhưng mà cái hình thức nó phạt quá cao. Sao vậy? Cảnh cáo. Ôi dồi, kỳ nghiệp quá. Thí dụ như một người mà không biết gì về luật pháp, người bình thường không rành về luật pháp mà vi phạm tội này thì anh nghĩ họ cảnh cáo hay họ làm gì? Thì anh thấy Việt Nam bây giờ người ta cũng hay xem phim của các nước, đặc biệt là có một thời là xính cái phim của ông Bao Công. Ừ. Thì Bao Công đó thì nói cao đó. Yeah. Người quỳ dưới kia nghe đây, người tri pháp phạm pháp, tội còn cái nặng hơn dân thường. Tức là biết luật mà lại còn cố gắng vi phạm đó, luật. Đó là cái thời xưa đó nha, cái thời mà phong kiến. À. Mình chê là nó phong kiến, là nó xấu xa, mà người ta còn nói là tri pháp phạm pháp là tội nặng. Ừ. Nên anh là công an, mà lại còn là cái này chẳng chi pháp mà cái này còn thực thi pháp nữa, tức là thi hành pháp luật nữa, người thi hành pháp luật đại diện cho pháp luật nữa, mà cái này là mà là đảng viên chi bộ công an phường, rồi nguyên đảng viên chi bộ bốn đảng bộ, cái ôi là một đống đảng luôn, rồi đống đảng luôn. Chịu thua, mà cuối cùng thì phạm luật thì chỉ cảnh cáo thôi. Thì đấy, cái chỉ số hạnh phúc là nó là như thế. Thao năm rồi, đảng viên nó hạnh phúc hơn người thường là như đấy, vậy phải không anh? Như thế, cho nên là chắc hôm trước cái bài báo đó nói như thế này nè, hạnh phúc đó không phải là do cái thu nhập trên bình quân đầu người, không phải kinh tế làm nhiều tiền là hạnh phúc. Ừ. Cho nên là tôi cũng tính nhờ công phóng viên đó, ông viết thêm tí nữa, cho nên những người ở trong nước cán bộ đảng viên đó, người ta có nhiều tiền nhưng người ta không hạnh phúc, tốt nghiệp còn người dân đó mặc dù không có tiền nhưng mà hạnh phúc. Ừ. Bởi vì hạnh phúc không phải là vì tiền, ừ, không phải vì của cải. Ừ. Cho nên là nhiều khi cán bộ người ta có rất nhiều nhiều tiền mà khổ lắm, người ta phải tính cái chỗ cho vay để kiếm lãi. Dạ vâng, chúng ta có bài báo Vietnamnet lo ngại chuyện đấu thầu đào tạo giáo viên như những món hàng. Nếu như chúng ta đưa ra đấu thầu đào tạo nhà giáo, sau này sẽ có nhiều người có trách nhiệm đặt ra câu hỏi rằng tại sao đều là hai cơ sở đào tạo sư phạm mà bên này giá thấp hơn bên kia, là sao không được? Thưa quý vị, chúng ta không thể hiểu nó, bây giờ cái gì cũng đấu thầu. Đến đào tạo đây giáo viên sư phạm, đào tạo giáo viên mà cũng đưa ra đấu thầu, chưa không hiểu. Thế là, là nhiều cái giáo viên tiền. Đó là mà chúng nó xem chúng mình như hàng hóa. Thì đúng rồi, cái này là hàng hóa, nó đấu thầu là hàng hóa của, và bên đắt bên rẻ nữa. Ôi và dĩ nhiên đã đưa ra đấu thầu thì mình phải chọn cái nhà thầu nó cung cấp nó cái món hàng đó với giá rẻ nhất, phải không ạ? Dạ vâng. Thì chúng tôi không hiểu làm sao. Giáo dục Việt Nam nó đi về đâu? Cái suy nghĩ như thế nào mà có thể, không biết là cái người nào mà có sáng kiến như thế này, chúng tôi chịu thua, đầu đấy, hàng có điều kiện. Đây là những cái thành tích. Những cái thành tích mà chỉ có Việt Nam ta mới có. Trên thế giới không có nước nào nó có thể có được cả. Chúng tôi sẽ tạm ngưng phần 1, xin trở lại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Hôm trước tôi có đưa lên trên Facebook một cái mẫu chuyện ngắn về ngày giải phóng đó. Ừ. Thì cũng có nhiều người có ý kiến đóng góp và đó. Thì là có người hỏi về chuyện thằng bé đó anh. Yeah. Thì cái thằng bé đó nó, chuyện này thằng bé nó cứ hỏi là tại vì xuất thân từ miền Bắc, ông của nó là cán bộ lão thành ngày xưa tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, và trong ngay cả cái ngày 30 tháng 4 thì ông nó cũng có tham gia chiến dịch mùa xuân. Thì nó, ông ơi ông, thế tại sao mình lại phải giải phóng miền Nam ông nhỉ? Phải giải phóng chứ cháu, cái thời đó là nhà cầm quyền thì nó tham nhũng hối lộ này, cảnh sát thì nó hại hiếp dân này, xã hội thì nó đồi trụy, nó sa đọa, tha hóa, nó cờ bạc đĩ điếm trộm cướp khắp nơi, thế là phải giải phóng. Thằng bé đang nghĩ thế ông ơi, thế bao giờ thì đất nước mình giải phóng ông nhỉ? Ông trả lời sao? Không biết. Thì ông nói đúng, phải giải phóng, tại nó như thế thì nó ngồi nó nghĩ mà coi, thì thằng bé này nó cũng đến áp dụng thực tế. Thế bao giờ thì đất nước mình lại được giải phóng không nhỉ? Hồi đó giải phóng miền Nam là như vậy. Còn bây giờ toàn nước, bây giờ cả nước. Bây giờ mà không biết bao giờ được giải phóng. Cả nước được giải phóng. Rồi, mời anh. Câu hỏi không có câu trả lời.
Ồ thế. Nhưng mà tôi định nghĩ với anh là cái cháu, cái thằng ấy cháu anh à? Không, thằng bé cháu của một cán bộ lão thành. Chứ Nhà tôi là thuộc thành phần ngụy. tưởng cháu anh này phải coi chừng lại, Không. nó coi chừng nó là bị Không, cháu tôi thì nó biết, nó không hỏi như thế. Rồi, đây là báo VN Express. Ông Vũ Huy Hoàng nói rằng khuyết điểm của tôi là do quá nhiệt tình. Ôi giời. Thì quý vị cũng biết là đưa ra vụ xử Wow. ông này bị đưa đề nghị án, ông này là cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông dính líu vào những cái vụ mà đất đai nhà cửa Khuyết điểm. đấy, vì quản lý không chặt chẽ rồi cố tình làm sai luật, bây giờ hậu quả là cái nhà đó đất vàng đất bạc thì nó bây giờ mất rồi, mất nhà rồi, nó vào tay tư nhân mất rồi. Nhưng mà cái bài báo này rất là nguy hiểm anh ạ. Sao vậy? Tôi nếu mà tôi là tuyên giáo trung ương đó thì tôi sẽ duyệt, tôi sẽ nghĩa là tôi phải xét cho kỹ và tôi không cho đăng cái bài báo như thế này. Tại sao? Anh làm ảnh hưởng tới cái tinh thần của cán bộ. Khuyết điểm của tôi là quá nhiệt tình. Thế thì bây giờ cán bộ đảng viên rất là nhiệt tình, lo cho dân, lo cho nước, hy sinh quên ăn quên ngủ, mà bây giờ cái tay này tôi nói thế thì là thế mình nhiệt tình mình cũng đi tù như nó à? Không Không cái gì được, chơi cháo không được. cái đám mà cán bộ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, không phải cán bộ lãnh đạo, nó cán bộ đảng vậy, đảng viên nào vậy, nó phải chơi cháo, nó chơi cháo nó cứ đổ, nó biết đảng chẳng làm gì lợi ích cho đất nước cho nhân dân cả, mà nó cứ vào đó nó bòn rút của cải của nhân dân, làm hại đất nước, mà rồi nó cứ vênh váo, nó xưng tự xưng là nó có công lãnh đạo đất Bây nước. giờ thực sự như thế này anh ạ. Tôi biết ở Việt Nam có những cái tay già mình không nói rồi, còn những thành phần trẻ sau này. Tôi biết có những người thì cũng không biết là đảng chả có lý tưởng gì cả. Nhưng mà phải vô đảng. Để kiếm Bởi ăn. vì đó là một cái hình thức để mà kiếm sống thôi. Bởi vì ví dụ trong một cái cơ quan như thế, anh là đảng viên, anh dễ được cất nhắc hơn. Và khi anh được cất nhắc lên một cái chức vị cao hơn đó, thì anh dễ ăn hơn. Còn nếu mà anh không có đảng thì anh không được. Thì chạy đại khái là vô đảng để làm gì? Để Kiếm kiếm ăn. ăn, chỉ vậy thôi. Cái chả Chứ có lý tưởng nó phục vụ cho, chả phục vụ cho ai cả. ý anh nói vậy, những cái đại hội mà đại hội đảng họp nhau vậy Đấy. là chỉ là cái băng đảng nó họp để chia chác quyền Thì lợi với đối với nhau thôi kiếm ăn mà. thôi, chứ bây giờ anh thấy chưa bầu thì đã biết là tay nào làm cái gì rồi. Rồi bây giờ đó là bây giờ là anh giỏi thì kệ anh, nhưng mà cái tay kia nó dở hơn nhưng mà nó là đảng thì nó được cất nhắc. Hồng hơn chuyên là Thì như vậy đấy đây, phải cho nên là vô đảng để làm gì? không? Kiếm chú cháo sơ thôi, chứ còn Vậy thì anh chả cắt nghĩa về chữ nhiệt tình như thế nào? khuyết điểm Quyết định của của tôi là tôi là quá do nhiệt quá tình. nhiệt tình. Ông quá lo cho đất nước, lo cho nhân dân, lo cho công việc. Và cái Không trách nhiệm phải, ông rất là cao. Cho nên ông ăn được không phải, nhiều phải không ạ? tôi Ông vơ không được nhiều, ông phải, vét được nhiều phải anh không nói ạ? mà tôi Sao? không nhịn cười được. Sao? Cái nhiệt tình này đó, nhiều khi ông nói tới đó thôi mà ông không nói nhiệt tình gì. Thí ví dụ như là anh làm việc hăng say nhiệt tình phục vụ, còn ông nhiệt tình là nhiệt tình để coi cái chỗ nào mà ăn được á, Vơ vét đó vơ phải vét được thì anh nhiệt tình. à Nhiệt tình là nhiệt tình tham nhũng, nhiệt à tình mà hối lộ, nhiệt ờ tình mà đục khoét, ờ chứ không phải nhiệt tình phục vụ. Cho nên ờ ông nói là ờ khuyết điểm của tôi là do quá nhiệt tình phục vụ thì ờ nó khác. Ông nói nhiệt tình thế đó thì đứa nào muốn hiểu gì hiểu. Trong hơn 30 phút trình bày, ông Hoàng chậm rãi nói nếu có mắc khuyết điểm thì chỉ do quá nhiệt tình Ôi giời. và lo lắng Sapeco không có trụ sở làm việc, Ôi cho giời. nên ông phải dấn thân vào làm những công việc đó, bây giờ nó trở thành nó vi phạm luật pháp, ông phải ra tòa vân 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 vân. Thì theo anh chữ nhiệt tình này của các đảng viên thì mình nên sắp nó vào cái loại Mà nếu như mình là nhiệt tình, mình là đảng viên, mà đảng mình là theo đường lối Mác Lê, mình không hiểu cái câu nói của Lenin à. Nên là nhiệt tình cách mạng cộng với sự ngu dốt là 1.000 lần phá hoại. Dạ vâng, cái đó khác ạ. Cái đó là ông Lenin ông nói là áp dụng cái trường hợp khác. Là Còn sao? trường hợp này không có ngu dốt đâu. Ồ thế Mà à? không lanh lợi thì làm sao mà lấy được cái chức này. Ồ, Anh tưởng ngu dốt mà được xin vào lỗi cái anh, chức này nhưng mà à? Dạ. tôi lại ngây thơ Mà quá. cái này đó là bố, ông Vũ Huy Hoàng bố, con ông cũng dính vào cái vụ này nữa. Còn, Thì nó đúng đủ mọi rồi, thì thứ. bố dính thì con phải Cho dính chứ, nên mấy là... chuyện. Mà cũng bị con ấy. Mà nó sang nó ra bên này nó nói tầm bậy tầm bạ đó, cho mới lôi cổ bố ra, chứ bố đáng nghe là hạ cánh an toàn ở đấy Thế nó rồi, sang đâu? nó sang hồi đấy, nó sang Đức gì đó rồi nó bị bắt rồi nó về rồi. Thật khổ, thì bởi vì tôi nói làm cán bộ khổ lắm, chứ quý vị phải thông cảm cho. Nên làm người dân dân thường, ví dụ như Là là sung sướng người không? sung sướng, người cán bộ khổ lắm, Nhiệt lo tình thì những đi nhiệt tù. đấy, nhiệt tình đi tù. Không nhiệt tình thì bị người ta phê phán là không lo cho dân cho nước. Cho nên nhiều khi chúng tôi rất thương cán bộ.
Tôi cũng muốn, tôi thương mấy ông cán bộ luôn, tôi muốn cho các ông về nghỉ càng sớm càng tốt. Rồi bây giờ báo Tiền Phong nè, có cái tin này cũng cũng hấp dẫn nè. Thực hiện đề án tinh giản biên chế trên địa bàn, đến nay tỉnh Bình Phước giảm được 443 chức danh lãnh đạo quản lý, từ đó bớt chi phí thường xuyên số tiền gần 144 tỷ đồng. Đó, thấy chưa? Nếu như mà tất cả các địa phương đều làm được như Bình Phước á, thì tiết kiệm được rất nhiều tiền cho dân. Nhưng mà từ cái việc này để chúng ta thấy rằng là từ cái việc mà tinh giản biên chế đó tiết kiệm được 144 tỷ đồng, thế thì chỉ có tỉnh Bình Phước thôi. Thì quý vị cái thử Việt Nam mình là như là 60 tỉnh thành khắp nơi từ từ Bắc vô Nam mà biên chế nó kinh khủng lắm, thì quý vị biết là nó đục khoét biết bao nhiêu tiền của nhân dân. Mà nhớ là cái tỉnh miền Bắc nữa phải không ạ? Ghê gớm, nó rất là ghê gớm. Tại vì cái ngày xưa nhớ là cái vụ mà cái hợp tác xã lao động đó, hợp tác xã nông nghiệp đó, xin lỗi, thì cái những cái thành phần nó gọi là lao động gián tiếp á, nó chả làm cái gì cả, nhưng mà nó tất cả đều là đổ lên đầu của những người lao động trực tiếp. Người dân đi làm lúa ra, rồi cái là tính công điểm, rồi chia ra. Thì ví dụ như cái anh thủ kho anh cũng phải có điểm. Tất cả mọi tới người dân thì chả còn gì cả. Mà cho nên chúng tôi cũng muốn về cái vấn đề tinh giản biên chế này, chúng tôi cũng muốn là nó được nhân bản, cách nói của ông ở nhà, tức là nhân bản lên, không phải riêng Bình Phước mà tất cả khắp nơi. Và đặc biệt mà nếu mà lên tới cấp trung ương đó nha, Bộ Chính trị này mà tinh giản biên chế 100% nó đỡ quá nè, nó tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền trong đó. Dân người ta mừng ghê lắm. Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc ở Biển Đông. Báo VN Express. Việt Nam khẳng định lệnh cấm đánh bắt trên Biển Đông do Trung Quốc đơn phương công bố là vi phạm luật quốc tế và quyền tài phán của quốc gia. Việt Nam cho rằng các biện pháp bảo tồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với những quy định liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và không làm phương hại tới chủ quyền, quyền tài phán trên biển của các quốc gia khác. Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của Trung Quốc. Đó là anh đọc báo mới hay báo cũ vậy? Báo mới. Ngày mấy? Báo này, tôi coi cái báo này cũng chắc trong tuần này thôi. Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Ồ, tôi nhớ là hồi năm trước tôi cũng gặp giống cái bài báo nó cũng giống vậy mà. Như là thế là báo mới à? Báo mới 2021. Thế là nó chỉ khác có cái ngày thôi. Bao nhiêu năm tôi cứ nghe cũng câu này đập đi lặp lại. Việt Nam kiên quyết phản đối. Việt Nam cái năm nào cũng vậy. Nhưng mà năm nay tôi lo ngại là tại vì bây giờ đó, nếu mà người dân, người ta cứ nghe những cái thông báo như thế này, người ta biết là cái Trung Quốc làm hoàn toàn sai trái, và Việt Nam đã bác bỏ cái đó, rồi người ta tự nhiên người ta hơi nghi thơ một chút xíu, người ta mang tàu mang ghe ra ngoài biển, người ta đánh cá. Tại vì Trung Quốc đâu có quyền cấm đâu, mình đánh trong lãnh hải của mình mà. Rồi gặp Trung Quốc, nó đến nó bắt, nó đánh, rồi nó bắn, nó giết. Rồi làm sao, rồi ai bênh cho mình, ai bênh cho thì người dân. Lúc đó mình dương cờ lên, mình đem hình Bác Hồ. Anh nhớ không, trước là người ta tổ chức là tặng cờ cho ngư dân, tặng cờ 1 triệu lá cờ vậy đó hả? Và tặng hình cả hình Bác Hồ nữa. Thì chẳng lẽ anh, người ta đi tàu đánh cá ra biển, tặng cờ tặng hình Bác Hồ, chẳng lẽ người ta cất trong nhà. Đúng không? Mang theo ghe chứ. Nó phải mang, ví dụ như anh là anh lái xe đi, tôi tặng anh cờ hình Bác Hồ để đến xe. Bác bảo đi là đi, mà bác bảo thắng là thắng. Nhiều cái bác không bảo thắng mà thắng nó hư tao vài thắng. thì bây giờ tàu lại làm gì? Thì phải dương cờ lên, để hình Bác Hồ lên, để cho nó thấy ai đây, chúng tao là con cháu Bác Hồ, chúng tao có ngọn cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tổ quốc, còn chúng mày muốn làm gì thì làm, tao chạy thì tao cứ chạy. rồi bây giờ những người dân trong nước, người ta nghe là theo lời đảng, người ta mang cờ với lại hình bác ra. Rồi người ta nghe theo lời khuyên của anh, tình cờ ta đọc báo vẹn, anh khuyên là thấy Trung Quốc thì dương hình bác và thì dương cờ ra. Anh theo lời khuyên của anh vừa rồi, phải không ạ? Rồi lỡ nó bắn người ta rồi, anh là sao vậy? Thì tại vì đảng người ta tổ chức tặng cờ cho ngư dân, cho hình, là cái mục đích làm gì ta phải treo nó chứ. Nhưng mà bây giờ người ta nghe theo lời khuyên của anh. Đảng thì mới cái tặng mà đảng chưa bảo dương, mà anh vừa rồi tôi nghe nói rằng là về dương. Đảng bảo là bạn phải mang ra ngoài đó, tại vì đảng bảo là ngư dân á là xác định chủ quyền, mà ngư dân là chủ quyền chứ không phải là cảnh sát biển, không phải hải quân. Hải quân thì mới đi dọn rác rồi, với đánh golf, đi đánh golf, xây sân golf với lại lo mùa đất. Rồi thưa quý vị,
Chúng tôi hôm trước chúng tôi có nói về cái vụ mà đường cao tốc đó, Đà Nẵng Quảng Ngãi đó, thưa quý vị, con đường như thế đó, thế vì bây giờ người ta mới mang ra xét xử đó. Đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi được xác định có dự báo giao thông đến 20 năm, nhưng vừa xây xong đã hỏng nhiều điểm. Vì vậy, Viện Kiểm sát đã truy tố 36 bị can, trong đó có hai cựu phó tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Và trong đó, trong số các bị can có 35 người, có 35 người Việt Nam, chỉ có 35 người Việt Nam thôi, và có một người Nhật. Cố vấn gì Có một đó người Nhật là Takao Inami, một bị can người Nhật là tư vấn trưởng. Thì thường thường quý vị biết người Nhật á, người ta làm việc người ta kỹ lắm, và quý vị biết cái tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật. Ngày xưa chiến tranh người ta thua, người ta dám mổ ruột, người ta chết, và sau này thì người ta từ chức. Nhưng mà ông này đó thì anh thấy cái ảnh hưởng văn hóa Việt Nam mình nó mạnh lắm. Ba mươi mấy cán bộ đó nó làm cho ông Nhật này cũng bị quý vị xấu hổ không? Một cái công trình như thế mà bây giờ tới 35 người cán bộ mà dính vô, thì tức là quý vị thấy rằng là không có đứa nào, xin lỗi quý vị, chúng tôi phải dùng như vậy, không có đứa nào nó lo cho dân cho nước cả. Một cái con đường cao tốc dự báo giao thông là 20 năm nhưng mà mới thì nó hư rồi. Dạ vâng, mà cái con đường này là tốn hết là 811 tỷ. Chúng tôi nghĩ là Ôi chúng nó chỉ giời bỏ ra ơi. chừng độ coi như là 100 Như tỷ thôi, thế mà còn 700 tỷ còn lại chắc nó chia nhau hết. 36 thằng nó chia nhau lấy gì? đấy, từ chỗ này để chúng tôi nói với cái vị là cái chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc và chung tay xây dựng đất nước. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại, chúng tôi sẵn sàng chung tay. Hoàng Tuấn Vịnh Nguyên Khôi, tôi tin chắc như vậy. Mặc dù chúng tôi không có nhiều tiền, chúng tôi sẵn sàng chung tay xây dựng đất nước nếu có người xây. Còn bây giờ quý vị thấy cái đường cao tốc mà 30 35 người Việt Nam Xèo. xài xẻo, thế thì còn cái gì mà bảo là chúng ta xây dựng đất nước, xây cho ai? Bây giờ nếu chung tay xây cái nhà tù thì có chúng tôi xây. Nói tới nói lui là đảng đảng và nhà nước chỉ toàn có bốc phét thôi, chả được tích sự gì cả. Chào tạm biệt quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.